Chào các bạn, trong phần này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo landing page thu thập thông tin. Để tạo landing page thu thập thông tin hay là trang login, chúng ta cần chuẩn bị những gì? Ví dụ, chúng ta làm một trang landing page như thế này. Chúng ta sẽ chuẩn bị là một cái ebook, chúng ta tặng ebook thì chúng ta sẽ chuẩn bị ebook. Đặc biệt là cái trang cover là cái bìa sách này đây. Ở đây có những khách hàng đã trải nghiệm rồi thì bạn hãy lấy kích thước, hình ảnh, hãy chuẩn bị thông tin, nội dung và sao chép những cái hình ảnh này về để bạn biết là cái kích thước nó như thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị và sao chép luôn cái hình ảnh về để bạn biết cái mẫu này nè, mẫu ebook nó có kích thước bao nhiêu. Ví dụ như bạn lê chuột vô, bạn sẽ thấy là 1454 x 2541 pixel, định dạng file là png. Đó. Thì chúng ta sẽ làm đúng như vậy. Thì để làm landing page chúng ta hãy đi qua các thành phần chính. Đây là 5 thành phần chính rất quan trọng của landing page. Đầu tiên là tiêu đề gây sốc, đánh vào tử huyệt cảm xúc. Tiêu đề phụ sẽ nhấn thêm, làm rõ thêm. Hình ảnh, video, bạn nên làm video. Bởi vì video đang là xu hướng marketing rất hiệu quả. Cái vấn đề đây nè, họ vào landing page của bạn, họ nhận ebook của bạn, họ được cái gì, họ được giải quyết vấn đề gì, mình sẽ mang lại cái lợi ích gì cho họ. Tiếp theo chúng ta cần chứng minh, đưa ra cái bằng chứng. Đây chúng ta hãy xem lại xíu nha. Ví dụ như ở đây là có tên tác giả nè, có những người làm chứng, ở đây là những người họ trải nghiệm, họ đã đọc rồi, họ đưa cho bạn lời nhận xét đánh giá. Thì để chứng minh là bạn, cái giải pháp của bạn giải quyết được vấn đề của họ. Quan trọng cuối cùng là đó là call to action hay là kêu gọi hành động. Nút kêu gọi hành động, lời kêu gọi hành động. Bởi vì landing page mục đích cuối cùng là kêu gọi một hành động nhất định. À, đăng ký đi, nhận free nè. Đó đó. Ở đây đây đây, kêu gọi hành động nha. Nhận free mà, nhận đi, đó, kiểu vậy. Theo một dạng khác đi cho bạn dễ hình dung. Đây đây đây. Bạn sẽ nhận được 7 cái bài học trong 7 ngày. Thì hãy nhận nó, đây, đăng ký đi, kiểu vậy. Mười phương pháp để tăng doanh số trong 7 ngày, hấp dẫn. Có người làm chứng đây, mời vào, cái này là một dạng webinar các bạn. Webinar bạn đăng ký ở đây ha, đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái mẫu này, chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ chuẩn bị những gì. Chúng ta kết hợp với cái bản này của tôi. Thì đây là cái sườn của một cái landing page thành công. Chúng ta không thể thiếu yếu tố nào. Có thể nó thể hiện ở các dạng khác nhau, về hình ảnh hay video, hay là thậm chí nó thể hiện trên cái cuốn ebook đó luôn. Ví dụ đây của tôi nè, cái tiêu đề hay tiêu đề phụ nó nằm trên cái cuốn ebook này luôn, để nằm trên hình ảnh này luôn, chứ nó không có thiếu. Nhiều bạn nghĩ là nó nằm ở đây rồi, chúng ta cần điền ở ngoài này nữa, thì như vậy nó sẽ làm gây rối. Thì nếu mà hay nhất ở đây có hình ảnh, video, thì video nó sẽ trình bày hết những 5 yếu tố này thì quá tuyệt vời. Chúng ta chỉ là cần là kêu gọi hành động. Trong video đó, phút cuối chúng ta sẽ có một cái lời kêu gọi hành động. Và kế bên đây thì nó có một cái nút để bạn tải về. Ok. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chọn công cụ, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng MailerLite, đăng ký và kích hoạt.
Chào các bạn, trong phần này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ đó là MailerLite. Chúng ta hãy vào trình duyệt. Đây là MailerLite. MailerLite là một dịch vụ email marketing. Đầu tiên chúng ta hãy xem về cái chức năng của nó. Đầu tiên là tạo một cái email với kỹ thuật drag and drop rất là đẹp. Các mẫu có sẵn đây. Và cái chúng ta quan tâm đó chính là những cách phát triển cái danh sách của bạn. Landing page. Đây. Vậy là landing page với kỹ thuật cũng rất là đơn giản là kéo và thả thôi để bạn tạo landing page. Và có rất nhiều mẫu có sẵn ở đây. Rồi ok, chúng ta sẽ xem về giá. Chúng ta sẽ được miễn phí, free 1.000 cái email. Tức là bạn sẽ chứa được 1.000 khách hàng miễn phí. Bạn sẽ được quản lý một cái danh sách là 1.000 khách hàng với tài khoản miễn phí và không giới hạn gửi số lượng email trong tháng. Thì bạn tăng lên trên 1.000, nó sẽ $10 và cái mức cao nhất của nó có thể cao hơn nữa, mà ở mức này đi, 50.000 email không có giới hạn gửi số lượng gửi email mỗi tháng, mà bạn chỉ có khoảng là $140 cho là 3 triệu đi, quá rẻ. Đầu tiên chúng ta hãy đăng ký free. Tôi sẽ sử dụng một tài khoản hoàn toàn mới để các bạn sẽ tiện theo dõi luôn ha. Đây. Chúng ta cần lấy một tài khoản Gmail, Gmail á. Rồi bây giờ chúng ta lưu để lần sau vào cho nó tiện. Bạn cần làm hai bước, đó là bước đầu tiên. Tôi vừa có một email nhận. Đây. Email xác nhận đây. Bạn đã đăng ký rồi thì tên mailer sẽ gửi cho bạn cái này, một cái email. Và bây giờ bạn cần làm hai bước. Đó là complete your profile, hoàn tất tài khoản của bạn. Ok, có ý rồi. Tôi sẽ điền tên của tôi vô. Thanh Nhã Võ. Là Steven Võ. Địa chỉ của tôi là, tôi ghi địa chỉ nào đây? À đây, 50 rồi, Trang Long, Bình Thạnh. À ở đây có thành phố rồi, bạn không nội địa ở đây. Thì đây là Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ủa giờ tôi làm về business, công ty nhỏ xíu à. À mình dưới 5 và số 5 kinh nghiệm. Rồi bạn cứ chọn mấy cái đầu đi, tại vì mình đang sử dụng tài khoản miễn phí mà. How do you collect? Tức là bằng cách nào mà bạn thu thập thông tin để tạo landing page, chạy quảng cáo. Rồi chúng ta hoàn tất đăng ký bằng cách điền vào cái ô này. Tên của bạn, họ của bạn nè, tổ chức, địa chỉ. Nói Việt Nam ha. Cái khoảng thời gian đây, cái thời gian này quan trọng nha bạn. Nó sẽ quyết định là sau này bạn làm email marketing đó là hệ thống tự động gửi vào lúc mấy giờ đó. Đó. Còn 7 Bangkok, Hà Nội, Jakarta nè. Rồi. Cái lĩnh vực kinh doanh của bạn là gì? Cái liền đúng cái lĩnh vực, nó sẽ sau này nó sẽ hỗ trợ cho bạn các thông tin, các email hướng dẫn phù hợp cho cái lĩnh vực của bạn. Những cái này mình chọn dưới 1.000, chọn nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì mình đang xài tài khoản miễn phí mà. Này bạn điền tiếng Việt vô cũng được, không thành vấn đề. Gửi hướng dẫn. Thực
hành Internet Marketing. Rồi. Đây là câu hỏi khảo sát, dưới đây bạn sử dụng cái gì? Cái Reborn đi. Rồi đọc hết cái này. Cái điều khoản này quan trọng nha. Nó sẽ quyết định là cái email nào bạn gửi là spam. Thì đa phần mình hay thích spam lắm, mình có nguyên danh sách cái mình spam, spam mình gửi vô. Đây là điều luật về quốc tế nha, nên đọc qua và hiểu về cái điều luật về spam. Đó là quyền lợi của mình thôi. Chọn dấu check ở đây. Save. Với bước đòi này rồi thì chúng ta kiểm tra là chúng ta có thể làm được landing page hay không. Ví dụ như mẫu landing page demo landing. Cái list này có nghĩa là khi mà nó nằm trong danh sách nào á, ví dụ như bạn sẽ có nhiều danh sách đầu tiên là tặng ebook, danh sách thứ hai là bạn tặng khóa học, danh sách thứ ba là bạn tặng video, thì bạn sẽ tạo ra cái danh sách này. Thì đây là danh sách ban đầu có sẵn, thì mình sẽ làm luôn để demo bạn xem. Đây. Bây giờ mình chọn cái mẫu này đi. Select. Với nhu cầu thu thập thông tin thì chúng ta sẽ không cần những cái dạng landing page quá phức tạp, tại trang opt-in nó đơn giản thôi. Chúng ta làm nhanh thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu có sẵn như thế này. Và thấy mẫu nào phù hợp với mục đích của bạn thì bạn nhấn vào bạn chọn và chúng ta tiến hành. Nếu nhu cầu bạn đặc biệt thì hãy xem phần tiếp theo. Trong phần tiếp theo, sau khi mà tôi hướng dẫn bạn làm một cái website, thì trong website đó tôi sẽ hướng dẫn bạn làm một cái sale page. Thì nếu mà cái trường hợp mà thu thập thông tin cái trang opt-in của bạn đặc biệt chút xíu, ví dụ ở đây tôi có làm, đây là cũng là một dạng opt-in, tôi hướng dẫn nó, tôi làm nó nhiều hơn. Thì với nhu cầu đặc biệt như vậy thì trong phần tiếp theo về chuyên sâu hơn, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm được một trang giống như thế này. Còn hiện tại bạn muốn làm một cái trang như thế này thì bạn chỉ cần chọn cái mẫu thôi. Đây, như của tôi chọn mẫu này. Như thế này là ok rồi. Nào bây giờ chúng ta tạo nhé. Đặt cái tên là Land Demo đi. Ok.
Anh trình bày đây. Cái deep, cái danh sách này có nghĩa là sao? Cái group. Ví dụ như bạn tặng ebook, bạn sẽ có một danh sách những người tặng ebook. Những người mà mua hàng của bạn, bạn sẽ có một danh sách. Những người mà nhận video của mình, bạn cũng sẽ có một danh sách. Nó là như vậy để bạn có thể phân các loại danh sách với nhau. Thì mặc nhiên nó sẽ cho mình một cái danh sách này. Thì cứ chọn trước đi. Về email marketing một phần sau tôi sẽ hướng dẫn. Chọn một mẫu, tôi đã chuẩn bị với cái mẫu này. Tôi đã chuẩn bị nội dung cho cái mẫu này. Bây giờ tôi sẽ làm, sẽ chọn cái mẫu này. Đây, đầu tiên là cái hình. Bây giờ chúng ta nhấn ở trên này đi. Chúng ta đổi cái hình, phá cái hình, đổi, phải cái hình. Chúng ta upload ở đây nè các bạn. Đây là cái mẫu hình đây. Wow. Bạn sẽ sửa lại chút xíu. Phương pháp hiệu quả nhất bạn kinh doanh. Cuốn ebook này của tôi á, nó đã trình bày cái nội dung rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nội dung này giống như là cái tiêu đề phụ vậy á. Đây là chúng ta sẽ kêu gọi hành động đây. Chỉ có 200 bản miễn phí. Hãy nhận nó ngay. Cho cái nút này nó lên màu chút xíu đi. Nào, bạn sẽ có hai phần. Đó là phần content là cái nội dung về chữ viết, design là về màu sắc. Chúng ta ngay chỗ này cái nút đây, button là cái nút background của cái nút, chúng ta thay đổi. Cho cái nút to lên chút. Đó, radius là cái độ cong á. Ví dụ như tôi để đây là không đi thì nó sẽ ra cái nút là vuông dứt luôn. Đây, vuông dứt luôn. Rồi, tôi sẽ sửa lại cho nó mạnh chút. Đây, nó sẽ cong như thế này, bo góc rồi. Đó, vậy là xong một cái landing page thu thập thông tin. Đây, đây là cái link hay là URL, hồi nãy mình ghi là land demo ha. Đó, ở đây nếu mà bạn có tên miền, bạn sẽ gắn cái tên miền bạn vào.
các bạn sau các video hướng dẫn ở trên. Chào các bạn, sau các video hướng dẫn ở trên thì tôi tin chắc là bạn đã làm được cho mình một trang opt-in đơn giản như thế này. Giờ thì bạn hãy làm lần lượt tất cả các mẫu có sẵn. Hãy tự mình làm, chọn và cài đặt, chỉnh sửa cho quen. Ở tất cả các mẫu có sẵn ở đây. Đây là phần bài tập dành cho bạn. Hãy cố gắng thực hiện xong bài tập, tiếp tục vào phần 3 nhé.